Sao Bibi phải đi làm gì nữa thế? Thank you.
đấy, hả? Nhìn cái đâu đấy? Người ướt nhẹp luôn ấy. Nào chị thay đồ cho ông cản được. Về bơi hả? Nhìn về bơi à? Trời ơi. Nào. Nói xong đi. Chị mới lên lầu phơi đồ một xíu rồi đi đã bị tử như này rồi. Thích bơi lắm hả? Hôm nào ấm thì bơi, hôm nào trời nắng ấm thì bơi nhé. Từ từ rồi mặc quần áo. Đấy, xoa dầu cho ấm. Tại bị nghỉ trước lại. Đây, mình xoa ra. Đóng bỉm lại rồi xoa. Thôi, từ từ nhé. Đóng bỉm lại rồi xoa ấm. Tha dầu cho ấm đây, ấm đấy nhé. Tha dầu cho ấm.
Ăn sao rồi cho ấm. Hãy bình. Thằng sau không nghịch thế đâu nhé. Lúc này không được nghịch đâu. Bao giờ chị cho bơi thì bơi nhé. Giờ trời ấm thì mới bơi. Trời bơi không bơi. Này. Nhà chơi rồi, đi đâu hết. Nào ngủ im. Ơ xong đây. Thích à? Thích dầu. Nói thế đủ ấm rồi, không bị đóng đấy. Ăn áo à? Ra kia ăn nhé. Này, cắt cho. Cắt đi. Rồi. Đi ra ngoài bàn đi. Xong chị lấy đồ ăn ra cho. Nhá. Xong rồi, chị mở cửa ra. Đi, đi xuống.